mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Mọi người biết không, tháng 2 là tháng đặc biệt nhất trong năm vì nó có ít ngày hơn những tháng còn lại. Và 4 năm thì mới có một ngày 29 tháng 2. Chính vì cái lý do đó, vào một cái ngày đặc biệt như vậy, mình đã chọn viết một lá thư gửi cho chính bản thân mình. Đợi đến 4 năm sau, tức là vào đúng ngày 29 tháng 2, mình sẽ mở lá thư ấy ra để mà xem năm đó mình đã nhắn nhủ điều gì cho chính bản thân mình. Cũng như để xem mình có đoán trúng được cái tình trạng hiện tại của mình không nha. Trước khi đi tiếp với video của ngày hôm nay, thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Link sẽ để phía dưới phần mô tả. Hãy để lại một lượt đăng ký nếu bạn cảm thấy thích. Và nhấn vào nút chuông để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã này nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đọc thư thôi. Nói là lá thư thì nó cũng không hẳn. Tại vì mình sợ mình bị lạc mất á, 4 năm lận, nên mình đã ghi vào một cuốn sổ. Ta-da. Gửi 29 tháng 2 2024. Nay là 29 tháng 2 2020. Như một bản báo cáo vậy nhỉ. Mặt cười. Tại thời điểm này, cả thế giới đang căng thẳng vì loại dịch bệnh corona. Kỳ nghỉ Tết của tụi học sinh, sinh viên đã bước qua tháng thứ 3. Thật sự là năm đó là cái năm mà nghỉ Tết dài nhất của tụi học sinh, sinh viên luôn. Tình hình dịch bệnh năm đó cũng rất là căng thẳng nữa. Nói thêm thì ở cái dịch bệnh corona này là năm đầu tiên mà mình dám mạnh dạn bước ra vùng an toàn và làm thử YouTube. Bản thân thì đã có công việc part-time thứ hai cho đời sinh viên, trợ giảng mầm non. Nhưng do dịch bệnh đã dời thời gian tụi nhỏ đi học nữa, nên tại những khúc này có từ nửa vô nó chật lứt, nên lại phải chờ. Nhưng tôi sẽ luôn làm bằng cái tâm, và mình đang chờ đợi cơ hội truyền đạt những bài học mình học được qua sách cho tụi nó. Là có một cái bài học mình đã cố gắng truyền đạt cho tụi nó, tuy không phải là gì sâu sắc, nhưng mình nhớ lúc đó nha, là dù là tụi nó chỉ là những đứa trẻ mầm non thôi, nhỏ xíu thôi, nhưng mà cái phần mà cạnh tranh của tụi nó cũng rất là lớn ấy. Cái một hôm khi mà ai trả lời đúng thì trung tâm trợ giảng của mình sẽ cho tụi nó một cái sticker dán lên bảng như vậy nè. Rồi hai đứa trẻ đó nó trả lời đúng, nó dán sticker. Có bé nam và bé nữ nha. Bé nữ bảo là ồ, câu trả lời của tôi đúng và tôi trả lời nhanh hơn bạn, nên là cái sticker của tôi dán phải cao hơn của bạn. Rồi bạn nam thì cũng ngậm ngùi cho bạn nữ dán cái sticker lên trên. Mình thấy như vậy thì mình mới nói là ồ, cả hai đều trả lời đúng mà, với lại đâu có nhất thiết phải là dán sticker theo hàng dọc như vậy. Chúng ta có thể dán sticker ở hai điểm đối xứng nhau như vậy mà. Và mình đã dán sticker như vậy cho tụi nó. Ngụ ý không biết tụi nó hiểu không. Ý muốn nói là không có nhất thiết phải so sánh đâu, bạn và tôi đều làm đúng mà, cả hai chúng ta đều là bạn thì tranh đua làm cái gì chứ, đúng không? Ý nó na ná là như vậy. Trời, sao lúc đó không giải thích rõ cho tụi nó luôn ta. Vậy con nít sao mà hiểu, đúng không? Trời ơi, lúc đó mình có nói không? Lúc đó mình có truyền đạt cho tụi nó cái điều đó không? Tức nha. 4 năm sau, ngồi bức xúc lại một cái sự kiện đã trải qua. Cũng không nhớ là lúc đó mình có nói thẳng với tụi nó không nữa. Thôi qua đi. Tiếp nữa nha. Nhưng nên lại phải chờ. Nhưng tôi sẽ luôn làm bằng cái tâm, và mình đang chờ đợi cơ hội truyền đạt những bài học mà mình học được qua sách cho tụi nó. Không biết 4 năm sau bản thân làm gì nhỉ? Thì 4 năm sau ngồi đây đọc lại cái lá thư. Mọi người cho là lá thư đi nha. Thì ngồi đọc lại cái lá thư bạn gửi cho mình nè. Về relationship thì chán lắm.
vẫn cứ một mình. Nói cho vui thì enjoy, có nhiều thời gian cho bản thân. Tại sao lại nói một cách miễn cưỡng thế nhở? Tôi có 4 năm trước ơi. Có thể là thời gian sẽ làm cho suy nghĩ của mọi người mọi khác ấy. Hiện tại thì mình cảm thấy là một mình nó cũng không chán và không miễn cưỡng như bản thân vẫn nghĩ. Mình vẫn rất là enjoy và mình cảm thấy rất là tự do và thoải mái ấy. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc không muốn có bồ nha. Vẫn muốn. Ấy là tùy duyên thôi. Mình vẫn ở trong cái trạng thái là ok, tôi sẽ cố gắng tốt hơn và tốt hơn từng ngày để mà chờ người thích hợp. Khi một người thích hợp tới thì tôi sẽ không bị một cái nỗi mặc cảm là tôi không tốt bằng người ta, tôi tệ như thế này, tôi thiếu cái này, thiếu cái kia. Không, mình vẫn ok, vẫn cố gắng một mình nhưng mà cố gắng better hơn mỗi ngày. Tự tin lên nào. Yes. Ok. Để coi còn cái 4 năm sau bạn ra sao. Đó là câu chốt cuối cùng. Ai khoan, từ từ, phải cuối cùng không nha, để coi. Nè, hết rồi. Cái trang sau là những cái câu mà mình tâm đắc, mình đã ghi vào. Đọc không? Đọc cho mọi người nghe luôn ha. Đời người, việc gì cũng muốn trải nghiệm. Hiện giờ, nếu đủ khả năng, tôi sẽ trải nghiệm một mình trước. Life, I want to experience many things. The most important is that I can find someone who is like-minded. Và một dòng cuối. Đối với tôi, sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Mình muốn nói thêm về cái câu này là tháng 3 thì cũng là gần sinh nhật mình á. Thì mình cứ cảm thấy là ok, lúc đó nha, lúc đó thì cũng có ok, nó đang bước ra ngoài cái bức thư 29 tháng 2 rồi đó. Nhưng mà nói thì nói luôn ha. Thì hồi nhỏ á, khi mà sinh nhật có một năm mẹ mình rất là nice luôn. Mẹ mình tổ chức sinh nhật cho mình ở KFC và mời rất nhiều người bạn tiểu học. Lúc đó thì mình không có khái niệm thân, mình lúc đó mình như là bạn của cả lớp vậy, mình mời cả lớp đi luôn. Và có những bạn họ đi không phải là vẫn có quà nha, nhưng mà quà là những cục xà bông cục á. Mà đãi thì gia đình mình đãi ở KFC. Ôi thôi, đối với tụi nhỏ, trẻ nhỏ như tụi mình thì có quà là quý, lúc đó cũng đâu có nghĩ về những cái vấn đề về tài chính quá nhiều đâu đúng không? Nhưng mà người lớn như mẹ mình đồ thì sẽ cảm thấy là hơi bị thiệt thòi á. Lớn lên thì mình hiểu cái suy nghĩ đó nó không phải là ích kỷ. Nói chung là sau cái sự kiện sinh nhật đó thì cứ lớn lên qua đi, những cái người bạn mà mình mời đi sinh nhật KFC đó cũng cắt đứt hết liên lạc. Nó hình thành cho mình một cái suy nghĩ là sinh nhật thôi mà, cũng không có cần phải đãi, mình cứ làm việc, mình cứ hoạt động như mình của thường ngày thôi, cũng không phải là một cái gì đặc biệt. Tính ra thì cũng không cần phải đãi để mà làm lãng phí tài chính của gia đình. Ok, đó là những gì mình đã suy nghĩ khi mà mình viết cái câu này, câu cuối cùng này. Ta-da, xong rồi. Ok, video hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Có thể các bạn sẽ thấy hôm nay mình sẽ khác với mình của thường ngày, vì cái video này mình không có soạn content từ trước ấy. Nên là rất là hay cười, hay bỡ ngỡ và nói chuyện hay là. Ok, thì mình vẫn sẽ viết một lá thư gửi cho mình của 4 năm sau, 29 tháng 2 2028. Không biết lúc đó của mình sẽ như thế nào hả? Không biết mình có lúc đó vẫn đang tiếp tục với niềm đam mê làm YouTube không hả? Không, chả biết nữa. Tương lai là một cái gì đó rất là khó đoán mà. Nói chung là mình sẽ hy vọng
Hy vọng có sức khỏe thì sẽ có tất cả. Hy vọng mình của 4 năm sau sẽ vẫn thật là khỏe mạnh. Ngồi ở đây, đọc lại lá thư của hiện tại mình đã gửi cho mình của 4 năm sau. Và mình rủ các bạn luôn. Các bạn có thích viết thư không? Hãy thử viết thư cho chính bản thân mình để 4 năm sau mình đọc lại xem mình lúc đó đang suy nghĩ như thế nào và nét suy nghĩ của các bạn đã khác qua trong từng năm như thế nào nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này của mình, cũng như đã để mình có những giây phút trải lòng cùng các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.